Vừa qua, tại Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCO, với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức diễn tập ứng phó tình huống sự cố cháy nổ và sự cố bức xạ. Tình huống diễn tập là sự cố kỹ thuật gây cháy nghiêm trọng dẫn đến rò rỉ nguồn phóng xạ tại xưởng ure nhà máy đạm Phú Mỹ. Vụ việc ngoài tầm xử lý của nhà máy. Vì vậy, Ban Chỉ huy ứng phó đã huy động các lực lượng cùng với nhà máy dập tắt đám cháy và dò tìm phóng xạ. Xử lý hoàn toàn việc rò rỉ nguồn phóng xạ, đảm bảo an toàn cho người lao động và lực lượng cứu hộ. Buổi diễn tập đã diễn ra thành công do nhà máy đạm Phú Mỹ đã có sự chuẩn bị tốt, ứng phó kịp thời với sự cố. Các lực lượng tiến hành các khâu khắc phục sự cố, thu dọn hiện trường nhanh gọn, hiệu quả. Theo ban tổ chức, việc tổ chức diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng thường trực, chỉ huy phối hợp điều hành và sự sẵn sàng ứng phó với các sự cố giữa các lực lượng cơ sở và cấp tỉnh, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố bức xạ, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt chẽ nguồn phóng xạ, tăng cường tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, ứng phó với sự cố bức xạ. Nhất là sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia công tác này là việc làm cần thiết.